Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi. Như Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ. Làm video này thì Khả sẽ soi đồ cho anh em xem cộng cả view anh em ơi. Còn trong vừa rồi thì Khả được top 12 anh em. Khả chỉ còn thiếu một chút nhẹ thôi, Khả lên top 10 rồi. Không nên nói anh em ơi. Thua còn 2k điểm hơn thôi. Hiện tại top 12 thì ở đây. Ngày hôm nay Khả sẽ cho anh em soi một set đồ của cao thủ đánh tông kim khá là chất. Hôm nay thì bà tăng top 1, hôm trước bà tăng có soi đồ rồi. Và đây tiếp tục là cậu cả view. Cậu view đánh cũng nhiều trận, khá là nhiều trận top 1 em ạ. Đây là con lung đao nha em. Con lung đao. Đây. Đây nè. Con lung đao nữ, con lung đao bạc nữ. Hôm nay thì đánh cho mình được 63.000 210 NPC, 210 người, 10 người. Và NPC 7 và tử vong 35, liên trảm 18. Đó, cho anh em xem set đồ nè. Hiện tại anh em cùng xem cái đao. Đang sử dụng một cái đao tốc sát thương 21. Cái đao 20 tốc 20. Cái đao sát thương 21 tốc 20 và kháng độc 13. Đao này thì được hai dòng đao tốc và sát thương khá là đẹp. Ở với server này thì cái đao này khẳng nghĩ chắc cũng mua tầm 7 đến 10 triệu đó nè. 7 đến 10 triệu cái đao này đó. Còn không biết là người mua thế nào, nhưng mà ở hiện tại bây giờ thì những cái nỏ cũng như hôm trước cũng đã bán một cái nỏ, có một số anh em bán cái nỏ tốc 20 sát thương 21, 23 đó còn 8 triệu, 9 triệu. Biết cái đao này có nằm ở khoảng 10 triệu hay không. Đây anh em. Tấm 1 gắm công lên còn thua nè. Ai, một cái áo ui, áo đẹp nha. Phục hồi 40, sinh lực 135, kháng độc 20. Áo này thì con lông khá là thèm luôn này mà, tại vì sinh lực khá là cao. Áo này đẹp nha. Áo này phải sở hữu để mua áo này ít nhất phải gần 10 kim anh em ạ, có thể hơn 10 kim ấy. Ở một server này cứ một kim là 70.000 nha anh em. Hơn 10 kim thì khoảng 700.000, có thể 1 triệu cái áo này. Áo đẹp quá, sinh lực khá cao. Giá duyên khá cả 9, không bằng 12. Cái chuyện này thì ở server khả nghĩ chắc cũng tầm 10 đến 12 kim. Hay có thể là mua cao nhất là khoảng 15 kim, là khoảng 1 triệu cho chuyện này. Nón chống bóng mưa dòng 1. Hiện tại đang sử dụng một nón chống bóng mưa dòng 1. Bao tay làm chậm 40. Và đai lưng làm chậm 40. Bộ đôi giày chống 40. Trời ơi, sơ đồ này quá đẹp luôn. 80 chống, 80 chậm anh em à. Một sơ đồ quá pin. Đây anh em. Một đôi giày chống 40 dòng 1 và nhờ vào cái đao được kích. Và một cái nón chống 40 nhờ vào dây chuyền, quên nhờ vào cái áo được kích. Rồi một là hai món là 80 chón. Đẹp nha, set đồ này đẹp nha. Quá pin luôn rồi. So với hiện tại bây giờ thì những set đồ mà 40 chón, 40 chậm như thế này gọi là đẹp anh em. Rồi bao tay làm 140. Đã lưng 140. Bao tay làm 140 này thì chắc cũng tầm hơn 10 kim. Hơn 10 kim khoảng 700.000. Đã lưng này sẽ lực cao. Ôi đã lưng này đẹp nè. Đã lưng này cũng luôn thèm chảy dãi anh em. Lưng này làm 140, hai món này được 80 chậm nha anh em. Một nhẫn mọc sinh lực cao. Và cái nón này kích khăn lôi. Và một đai lưng quanh một ngọc bội sinh lực cao. Và nhờ vào đôi giày này kích khăn lôi. Sinh lực cao hơn 100. Và một nhẫn sức mạnh 14, có cho mình 113 sinh lực. Quá pin. Nói chung set đồ này thì hiệu ứng thì quá pin em ơi. 80 chón và kèm với 80 chậm. Và cái đao tóc sát thương này nọ thì khá đẹp. Nhìn sơ qua set đồ này thì Khải nghĩ đồ khá là pin nha anh em, đẹp nha. Quá đẹp luôn, sinh lực toàn trên 11x. Còn lung đao một đồ như thế này khỏi phải chờ nè mày. Bây giờ thì cố gắng tìm cái bao tây đẹp đẹp hơn tí là ngon luôn. Sinh lực cao hơn xíu là ngon, với lại cái nón nữa này. Bắt đầu đôi giày. Đó, tìm xíu sinh lực nó còn lăng quá đẹp, còn lung quá đẹp luôn nè mày. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên để lại cho cậu cả view cũng như là video của Duy Khải Gaming một like chia sẻ chơi nè mày. Và nhìn tổng sơ qua cái ạc này thì Khải thấy set đồ này thì cũng khá là đẹp đó nè. Tổng sơ qua set đồ này Khải nghĩ cũng gần trên dưới gần 20 triệu đó nè. Gần 20 triệu set đồ này đó nè, cả đao vũ khí và đồ đạc mắt pin hoàn toàn. Trên dưới 20 triệu đó. Còn cái xác thì Khải không nói nha nè. Đó. Hiện tại bây giờ server mới giá nó khá là chắc nè. Đối với sở hữu những món như đó là khá là chắc. Rồi, ok, cảm ơn em đã xem video và đừng quên để lại cho cậu cả view một like chia sẻ chơi nha. Cảm ơn em rất nhiều.